Trời nắng nóng nữa là con boss nó thở hì hào đây cả nhà. Đây là thức ăn khô của boss. Ông giao thức ăn ông mới đem tới. Chào cả nhà. Sang lại quay về với các boss đây. Cây này đó cả nhà, đi tưới mỗi chỗ mấy tiếng đồng hồ, sau đó kéo dây đi tưới chỗ khác. Má của mấy con boss đã đi chơi nên là Sen vừa cho các boss chạy, Sen vừa tưới cây, mấy cái cây bông hoa, cây cảnh rồi này kia. Từ sáng giờ Sen tưới mấy tiếng đồng hồ nó vẫn chưa thấm cả nhà, nắng quá trời nắng luôn rồi. Sen đi ra ngoài này nhiều quá, gió nhiều quá cũng bị dị ứng nữa. Tưới nguyên cái vườn hồng này từ sáng giờ đó cả nhà. Mỗi chỗ Sen để 3 tiếng 4 tiếng Sen dời đi chỗ khác rồi. Gió ào ào nắng nó nên là tưới cũng lâu á. Giờ Sen kéo lên bên trên này, Sen tưới phía bên trên rồi. Để 3 4 tiếng sau Sen canh Sen chạy ra tưới chỗ khác. Gió quá nên là nước nó hất đi chỗ khác không á cả nhà. Cú boss đi chơi kêu Sen ở lại canh mấy anh thợ sơn nhà, Sen không có nhận cả nhà. Sen nói tao cũng đi ở đợ rồi mày kêu tao canh ở đợ sao tao dám canh. Má con boss cười Sen quá trời. Ngại lắm cả nhà, có chủ ở nhà thì người ta làm gì làm, còn không có chủ Sen không có dám ở lại với người lạ. Nước giỡn sống gì cũng có anh chàng lái thuyền phía kia nó đó cả nhà. Sen đứng ở trên này nó văng lên tới trên này luôn á. Sen cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi. Sen luôn chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống và gia đình. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Bye bye.